Chào mừng bạn quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp máy lọc nước của kênh Lê Đình Vĩnh. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là nước yêu kiềm có sử dụng để uống thuốc được không? Như chúng ta đã biết thì nước yêu kiềm hay máy lọc yêu kiềm là một trong những cái sản phẩm mà được rất nhiều người quan tâm và lựa chọn hiện nay, với mức giá rất là khác nhau cũng như là rất nhiều người kinh doanh đổ xô đi kinh doanh, dẫn tới việc là cung cấp rất nhiều những cái thông tin trái chiều cho khách hàng. Và đôi khi khách hàng cũng thấy rằng là cái việc mà quảng cáo hay là nói như vậy thì nó hơi quá với cái sự thật, và đôi khi là người ta nói rằng cái sản phẩm này là không tốt. Tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu được rằng là về mặt bản chất thì cái máy yêu kiềm được nghiên cứu từ năm 1931 tại Nhật Bản, và nguyên lý để tạo ra nước yêu kiềm đó là nguyên lý điện phân bằng hai điện cực trái dấu có màng ngăn, và nước yêu kiềm được tạo ra ở điện cực âm và đồng thời tạo ra nước axit ở điện cực dương. Thì đấy là một cái nguyên lý chuẩn của đây là một cái bộ điện cực của cái máy nấu nước yêu kiềm. Có nghĩa rằng là chỉ có nước yêu kiềm được tạo ra bởi phương pháp điện phân bằng hai điện cực trái dấu có màng ngăn, sử dụng titan phủ platin, thì mới tạo ra các loại nước yêu kiềm được nghiên cứu như cái lợi ích cho sức khỏe và được phát triển trên toàn thế giới và sử dụng đến ngày nay. Tuy nhiên thì đối với nước yêu kiềm thì nó được coi như là một loại nước chức năng, và cũng có rất nhiều những cái tranh cãi về lợi ích về nước cho sức khỏe. Thì trong đó thì có những cái mà chúng ta cần phải rất lưu ý là chúng ta cần phải sử dụng nước yêu kiềm đúng cách. Thế thì có câu hỏi đặt ra là nước yêu kiềm có uống được, có sử dụng uống thuốc tây được không? Thì trong cái cuốn sách Hiệp hội Nước Chức năng Nhật Bản thì Nhật Bản người ta thành lập cả một cái hiệp hội nghiên cứu về nước tốt cho sức khỏe và được quản lý bởi Bộ Y tế Phúc lợi Xã hội Nhật Bản. Thì trong cái cuốn sách này người ta cũng đã quy định rất là rõ là khi mà chúng ta uống thuốc thì chúng ta không sử dụng nước yêu kiềm. Tại vì sao? Những cái nghiên cứu đã chỉ ra là khi uống thuốc mà sử dụng nước yêu kiềm thì nó sẽ làm mất những hoạt tính và thay đổi hoạt tính của thuốc và dược phẩm đối với cơ thể. Ngoài ra thì trong cái quá trình mà bệnh nhân đang trong một cái lộ trình điều trị thì để mà uống nước yêu kiềm thì cần phải hỏi tham vấn ý kiến bác sĩ, hay là trong quá trình uống nước yêu kiềm mà thấy có dấu hiệu bất thường nào kéo dài thì cũng phải dừng lại và hỏi ý kiến bác sĩ. Chứ không phải là chúng ta và cái lượng nước yêu kiềm uống hàng ngày là khoảng 500-1000 ml, chứ không phải là bất cứ khi nào chúng ta uống 2-3 lít yêu kiềm một ngày, không phải cứ nhiều là tốt. Đó thì đó là những cái khuyến cáo rất là rõ ràng của Hiệp hội Nước Chức năng Nhật Bản, cũng như ở Nhật Bản người ta quy định rất là cụ thể và rõ ràng chính xác dùng như thế nào và lợi ích ra sao. Thì chúng ta nên là tìm hiểu kỹ trước khi mà chúng ta sử dụng để có được hiệu quả tốt nhất. Nếu cậu thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút chia sẻ để tôi có thể lan tỏa giá trị nhiều hơn nữa. Và nếu thấy video này, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy đặt trong phần comment để tôi có thể làm thêm những video trả lời tiếp theo.